Đã có bi rơi xuống lỗ, đó chính là con bi số 2. Bi 10 cũng đã chạy. Tuy nhiên thì bi cái đang nằm ở một vị trí tương đối là phức tạp để có thể xử lý. Và lại phải yêu cầu cái sự nắn nót tới từ cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Thật ra là vào cái tình thế này là đang tương đối là khó rồi khi mà khi đã bị cò tay mất. Tưởng chừng như là vẫn sẽ có thể thực hiện được, không được rồi. Không thể thực hiện được một cú đánh thành công tới từ cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và bây giờ thì con bi số 1 đang nằm rất là thoáng để dành cho Gerson Martinez Boja. Một cú phá đã ra được một cái hình tương đối là tơi. Tuy nhiên thì ngay ở cái con bi đầu tiên thì cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh lại chưa thể xử lý được. Và đây là cơ hội dành cho đại diện tới từ Peru. Điều cái rất chính xác. Hướng con ba về phía lỗ tít tay phải phía trên. Trở về cực kỳ tốt tới từ Gerson Martinez Boja. Sau khi ăn cho mình xong con 3. Con 4 này thì sẽ không có gì quá phức tạp cả. Có đường riêng hay không đây? Trông như là cũng có đường riêng rồi. Với góc máy quay như thế này thì chúng ta cũng cảm tưởng rằng là có đường riêng. Để Gerson Martinez Boja có thể thực hiện cú bắn. Không được rồi, vậy là không được. Vậy là không có đường riêng trong cái cú bắn vừa rồi của cầu thủ người Peru. Đó có thể là một cái góc tương đối là nhạy cảm. Cái đường nó rất là mỏng thôi, nhưng mà cầu thủ người Peru đã thực hiện không thành công và quyền bắn được chuyển qua cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng tình huống này lại là trở thành một tình huống bắt đuôi rồi. Lại trở thành một tình huống bắt đuôi cầu thủ Việt Nam chúng ta. Và đang đẩy cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh vào một cái thế khó. Và vừa rồi thì sau khi lấy gậy nhảy ra thì cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh mới thấy rằng là không có cơ hội để có thể thực hiện được cú sút T. Và sẽ lựa chọn A băng. Vẫn chính xác và thậm chí là ăn được cho mình luôn con bi số 4. Rất tuyệt vời tới từ cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và cũng đã gọi lỗ cho con 4 rồi. Tuy nhiên thì ngay sau đó thì vào một cái tình thế khó luôn. Tiếp tục gọi cho mình con bi số 5 vào lỗ tít bên phía tay phải phía trên. Rồi lại A băng tiếp nào. Quả này mà dính nữa thì còn gì phải bàn nữa. Quả này mà dính nữa là thôi trao cúp luôn cũng được ấy chứ. Để xem nào. Và ui quá tuyệt vời. Không thể tin được những tình huống A băng của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cực kỳ là điêu luyện. Bắn phát nào dính phát đấy và đã có một nụ cười rất là tươi nở trên gương mặt của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Hai phát A băng liên tiếp ăn được hai con bi mục tiêu. Và mở ra được một cái cơ hội để dọn bàn. Phải gọi là quá tuyệt vời luôn, không biết có cái từ nào để diễn tả luôn. Và ui, rất đáng tiếc là cắt con 6 lại không thành công.
Đó là một cái má cắt hơi bị dày một chút xíu, khiến cho con B6 đi không được như ý muốn của cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Sau khi có cho mình xong hai tình huống highlight thì ngay sau đó cũng là một cái tình huống thật ra là cũng tương đối là phức tạp để có thể xử lý. Thật khó để mà có thể trách được cầu thủ người Việt Nam chúng ta trong tình huống vừa rồi. Bây giờ là cơ hội được chuyển qua dành cho cầu thủ người Peru, Jackson Martinez Boza. 6 không có gì khó khăn cả. Con 7 cũng sẽ tương tự là như vậy. Tuy nhiên thì con 7 đang ở một khoảng cách tương đối là xa. Ở một cái khoảng cách xa như thế này thì cũng sẽ có thể là có một chút xác suất đánh lệch. Một chút xác suất thôi. Cầu thủ người Peru sẽ cần phải chắt chiu với cái tình huống này. Con bi số 7 sẽ là con bi tương đối là chìa khóa. Không được rồi, không thành công với cú bắn vào con bi số 7. Tôi cũng đã nói về việc là cái khoảng cách rất là xa, nó sẽ khiến cho cái điểm ngắm có thể sẽ bị lệch đi một đôi chút nào đó. Và cầu thủ người Peru đã thực hiện không thành công cú bắn vào con bi số 7 và đang nhường lại quyền bắn dành cho cầu thủ người Việt Nam. Chúng ta đó chính là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Một cơ hội lớn đang được mở ra, nhưng mà tuy nhiên thì cái hình bi này cũng đâu phải dễ đâu. Khoảng cách từ bi cái tới bi 7 cũng xa, chưa kể rằng là má cũng sẽ rất là mỏng nữa. Để ăn được con 7 này không hề đơn giản một chút nào cả, đòi hỏi tương đối là nhiều. Liệu rằng có muốn đánh tấn công luôn hay không đây? Đánh thủ rồi. Lựa chọn đánh an toàn. Giấu con 7 về phía xa và ép cho cái đứng sát vào con bi số 10 nhưng mà không thành công. Đúng hơn là không phải là không thành công mà là không được như ý muốn thôi. Không được như ý muốn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Quyền bắn lại tiếp tục được nhường lại cho Jackson Martinez Boza. Gọi cho mình cái lỗ tít bên phía tay trái phía trên. Và rất chính xác tới từ cầu thủ người Peru. Nhưng tuy nhiên, tuy nhiên thì đây cũng có thể, rất có thể sẽ là một hình bi xấu nhỉ. Rất có thể là hình bi xấu của cầu thủ người Peru. Và lựa chọn ui. Rồi là một tình huống cân bi trông cũng có vẻ rất là điệu nghệ tới từ cầu thủ Gerson Martinez Boza, tuy nhiên là không thành công. Bây giờ thì con bi cái và con bi 8 đang bị chặn giữa bởi con bi 9 và đang có quyết định là sẽ sút T tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Đây là một góc tương đối là thuận lợi để thực hiện một cú sút T thành công. Và quá tuyệt vời, dính luôn. Nét càng đét tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Thật sự là rất tuyệt vời với cú bắn vừa rồi. Và chỉ còn lại hai bi mục tiêu ở trên bàn là bi 9 và bi 10 nữa mà thôi. Thật sự là rất hay. Thật sự là như vậy.
Nhưng ngay sau đó thì cú bắn vào con bi số 9 lại không thành công tới từ cầu thủ người Việt Nam chúng ta. Quá đáng tiếc với tình huống xử lý vừa rồi. Và lại tạo ra cơ hội để cho cầu thủ người Peru Gerson Martinez Boza có thể kết thúc cái rắc thi đấu này. Và thậm chí rằng là cú bắn của cầu thủ người Peru cũng không chính xác luôn. Cả hai cầu thủ trong trận đấu này đều đang có những tình huống xử lý rất là lỗi. Và lựa chọn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sẽ là gọi con 9 vào lỗ 10 bên phía tay phải để tiếp tục thực hiện một tình huống A băng. Từ đầu trận đến giờ là cứ A băng thì ăn mà bắn thẳng thì không ăn là như thế nào đây? Và không được rồi, thậm chí rằng là con cái còn không chạm chín luôn. Cái tính toán của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh nó đã không thành hiện thực được rồi. Thật khó tin. Và cầu thủ Gerson Martinez Boza sẽ là người kết liễu con bi số 10 để mang về điểm số đầu tiên dành cho chính mình. Tỷ số sẽ được cân bằng là một đều. Vâng, thưa các bạn khán giả, trọng tài đã xếp bi xong và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu. Trận đấu của cầu thủ người Peru Gerson Fernandez, xin lỗi bạn là Gerson Martinez Boza, đối đầu với cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam của chúng ta là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ở thời điểm hiện tại thì tỷ số đang được cân bằng là một đều ở trong set thi đấu đầu tiên. Tất cả mọi kết quả đều có thể xảy ra. Ta vẫn chưa thể nào có thể biết được rằng là cái tên nào đang là cái tên làm tốt hơn cho tới thời điểm hiện tại. Cú phá bi của cầu thủ người Peru. Cú phá bi cũng có thể nói là tương đối tốt. Hình bi khá là tơi. Không có bất cứ bi nào rơi xuống lỗ cả. Bây giờ thì quyền bắn sẽ được nhường qua cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Con một nằm rất là trống rồi. Rất là thoải mái rồi. Xử lý tốt cho con bi số 2 nhưng đây có thể là một cái vị trí mà cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh không hoàn toàn mong muốn cho lắm.
Vừa nãy thì chính anh cũng đã đi ra và có cho mình những cái thước đo về phía con bi số 2 để xem là liệu rằng là cái đường như thế này thì có cộng được 10 hay không. Còn nếu không thì có thể hoàn toàn nghĩ đến ý tưởng chơi an toàn. Và quyết định là sẽ mượn má 2 để ăn 10 chứ không phải là ghép 2 với 10. Tuy nhiên thì cú bắn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đã không thành công. Nhưng ngay sau đó thì cũng đã trở thành một tình huống giấu bi cực kỳ khó chịu. Bây giờ thì làm thế nào đây? À băng cũng là tương đối khó nhỉ. Không được rồi. Đúng thật là quá khó dành cho cầu thủ người Peru. Nhưng vẫn sẽ có tình huống để cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh giải quyết, đó chính là con 4 đang nằm rất là sát với con bi số 9. Và cầu thủ người Việt Nam chúng ta đang phải cố gắng tìm cái đường riêng của nó. Về đâu cái đường riêng đây? Trước hết cứ xử lý được bi 2, bi 3 đã. Hai con bi 2 và 3 thì cũng nằm rất là thoáng rồi. Còn mỗi con bi 4 thôi. Duy nhất là con bi 4 là sẽ là cần phải được xử lý một cách chắt chiu mà thôi. Lại là một ý tưởng điều cái không như mong muốn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Lúc đầu chúng ta thấy rằng là cái điểm ngắm của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh là ở phía dưới con 7. Bây giờ thì cái đường gần như là duy nhất để chạm được 4 là đi qua khe 7 và 8. Thì có lẽ rằng là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sẽ phải nghĩ đến cái hướng đánh thủ mà thôi. Để cho chắc chắn, không cần phải có quá nhiều sự mạo hiểm ở đây. Và con 4. Rồi, ok. Như vậy đã là rất là tốt với cú bắn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh rồi. Thậm chí rằng là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh cũng đã có ý tưởng rằng là sẽ ghim con cái vào sát với cả con 9 cơ. Nhưng lại không thành công, hơi đáng tiếc. Và vừa rồi là một tình huống gọi bi cực kỳ thú vị của Gerson Martinez Boza. Gọi con 10 về phía lỗ tít bên tay trái phía dưới. Thực hiện một tình huống vừa a băng vừa cộng bi sẽ đòi hỏi rất là nhiều những sự tính toán, chắc chắn là như vậy rồi. Vẫn quyết định là sẽ gọi con 10. Thực ra ở cái vị trí này thì cũng không có quá nhiều thứ để cho. Wow! Rất tuyệt vời tới từ cầu thủ người Peru. Cực kỳ chính xác với cái cú bắn vừa rồi. A bằng cộng bi một cách rất chuẩn chỉ và để mang về chiến thắng thứ hai trong trận đấu này. Tôi đang định nói rằng là không có quá nhiều những sự lựa chọn dành cho cầu thủ người Peru ở trong cái tình huống như vừa rồi. Nhưng ngay lập tức
là đã có một tình huống xử lý tốt để mang về chiến thắng điểm số thứ hai, vươn lên dẫn trước so với cả cầu thủ người Việt Nam chúng ta với tỷ số là 2-1 sau 3 rắc thi đấu. Rất bất ngờ với cú bắn vừa rồi. Và quyền phá bi trong cái rắc thi đấu thứ tư này sẽ là của cầu thủ Gerson Martinez Boja. Xem liệu rằng là sẽ phá được bao nhiêu bi mục tiêu số lỗ đây. Cú phá cực kỳ mạnh. Còn 10 đã chạy rồi. Chưa có bất cứ bi nào rơi xuống lỗ. Mặc dù là quyền bắn được chuyển lại cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh nhưng mà ngay ở con bi số 1 thôi cũng đã có thể là một con bi khó rồi. Và tôi vừa nhìn thấy cái hiệu lệnh gì vậy? Hiệu lệnh của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh là gọi con 10 về phía lỗ tít tay phải phía dưới à? Ô! 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 Trời ơi! Không thể tin được, tôi nhìn cái tôi đang xem cái gì thế này? Đó là một tình huống cực kỳ bất ngờ của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Trời ơi, sao lại có thể xử lý quả như vậy được? Chúng ta đang theo dõi bàn thi đấu bên ngoài, vậy nên là sẽ không có tình huống replay. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là đội ngũ media của Liverpool Việt Nam cũng đã sẵn sàng cho tình huống highlight đó được cắt ra rồi. Không phải là một cái dạng vừa tí nào luôn, đó là một tình huống không phải là cộng con một mà là mượn má con một chạy cái xuống và tiếp con 10 xuống bên lỗ tít mang về điểm số thứ hai cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Hàng loạt những highlight đang diễn ra ở trong trận đấu của chúng ta được theo dõi cực kỳ tuyệt vời. Một cái hiệu lệnh mà đã khiến tôi rất là bất ngờ, hiệu lệnh gọi con 10 về lỗ tít, lúc đầu tôi đang tương đối là bất ngờ rồi. Tôi đang nghĩ rằng là chỉ có thể có phép màu thôi. Nhưng mà ai ngờ được phép màu là có thật. Rất hấp dẫn, trận đấu này vẫn đang cực kỳ hấp dẫn. Và rồi, rắc thi đấu thứ 5 ở set 1 thưa các bạn. Cú phá bi của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Rồi ôi, không được rồi. Cú phá bi mạnh đến nỗi mà con cái còn văng ra khỏi bàn như thế kia. Đó là cú phá bi lỗi của cầu thủ người Việt Nam chúng ta. Và quyền bắn sẽ được nhường lại cho cầu thủ Gerson Martinez Boja. Ngay sau khi mà có cho mình được con bi highlight ở trong cái rắc thi đấu vừa rồi, cái tinh thần của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh tôi tin rằng là lên tương đối là cao. Vậy nên cái tình huống ra gậy với cả cái cú phá vừa rồi nó là tương đối mạnh. Bây giờ thì đang là cơ hội để dành cho Gerson Martinez Boja. Má này là ăn được 3 rồi. Và ui, con bi số 3 rất là thoát tim dành cho Gerson Martinez Boja.
Combi số 3 lắc cửa lỗ chắc cỡ khoảng tầm 4-5 lần. Sau đó thì cuối cùng thì cũng rụng. Và một cú đẩy ngang chính xác của Gerson Martinez Boja đã giúp cho anh ấy điều cái được cho con 4 chính xác. Và sau đó là một cú điều cái đơn giản cho con bi số 5 mà thôi. Đang tìm đường riêng cho con bi số 6. Và tôi nghĩ rằng là hoàn toàn sẽ có thể tìm ra được thôi. Với góc máy quay như thế này thì cảm tưởng rằng là mắt tôi nhìn thấy là vẫn có đường riêng cho con 6. Không biết rằng là ở trên bàn thật thì sẽ như thế nào. Vậy là lựa chọn là không bắt cái đường riêng ở bên phía tay trái mà sẽ là hướng con 6 về phía tay phải. Như vậy thì nó lại hợp lý hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Như vậy là hợp lý hơn rất là nhiều. Cú cắt không được rồi, lần này thì con 6 nó không rụng giống như cách mà con 3 rụng nữa. Và cơ hội đang được chuyển qua cho cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam chúng ta là anh Nguyễn Tuấn Anh. Một ngày thi đấu mà hai cầu thủ đang cho chúng ta theo dõi rất là nhiều những tình huống highlight. Chính xác rồi, điều cái rất đẹp. Cái gãy 10 ra để mở đường ăn con 7. Ăn 7 xong thì điều cái bật một băng nổi lên giữa bàn ăn con 8 lỗ 10 là xinh rồi. Không cần phải quá lòng ngoằng. Chính xác. Ui, hơi quá lực ha. Hơi quá lực à. Cái nó hơi bị trôi một chút. Không như cái ý muốn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh lắm, tôi tin là như vậy. Chắc chắn là không như ý muốn rồi. Nhưng vẫn sẽ có đường để xẻ vào lỗ 10. Một cái lực rất vừa phải, rất vừa phải mà thôi. Gãi con 10 ra về phía băng dài bên phía tay phải. Và bây giờ thì ăn con 9 xong thì cũng sẽ cần phải kéo cái ít nhất là phải ngược về giữa bàn. Chắc chắn đó sẽ là một cái bài toán rất là dễ dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh thôi. Đẹp rồi. Ok, như này là không có gì phải đòi hỏi quá nhiều nữa, như này đã là đẹp rồi. Và sẽ là 3-2 dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sau tình huống này. Tuy nhiên thì vẫn đang phải ngắm rất là kỹ. Vẫn cần sự cẩn thận. Cẩn thận thì là tốt thôi, cẩn tắc vô ai nấy. Và sự cẩn trọng đã được đền đáp bằng một chiến thắng. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đã chính thức vươn lên dẫn trước ở trong cái set thi đấu đầu tiên này với tỷ số là 3-2. Sau khi đã bị dẫn trước với tỷ số là 2-1 trước đó. Và chúng ta đang hoàn toàn có thể hình dung được rằng là cái tinh thần của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh ít nhất ở thời điểm hiện tại đang có thể nói là tương đối tốt. Thật sự là như vậy, chắc chắn là nó đang ở mức tương đối tốt.
chúng ta sẽ cùng nhau đến với rác thi đấu thứ 6 luôn. Và nếu như mà cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh làm tốt thì sẽ là rác thi đấu cuối cùng của set thi đấu đầu tiên này. Cú phá bi. Lần này thì cú phá bi đã được kìm lực lại rồi. Không còn quá mạnh mà để văng ra khỏi bàn nữa. Một cái điểm cộng rất là lớn dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh ở trong cái rác thi đấu này. Đó chính là cú phá đã ăn được bi mục tiêu. Vô cùng tuyệt vời. Con một đang nằm ở một vị trí rất là thoáng, hoàn toàn sẽ có thể thực hiện được cú đánh. Con hai cũng tương tự là như vậy. Điểm mấu chốt là con 3 và con 5 đang dính khá là chặt với nhau. Bây giờ thì cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh sẽ cần phải làm sao để có thể gãi được cái hình 3 5 này ra. Chưa kể rằng là con 2 này cũng đã khó rồi. Một cú xẻ vào lỗ gần thì sẽ rất là mỏng. Cần bi vào lỗ đối diện thì cũng sẽ cần phải có sự tính toán cẩn thận. Đều là những bài toán đau đầu cả. Và gì đây? Lại là một cái lệnh gọi như thế nào đây? Lần này thì tôi không dám đoán được rằng là anh Nguyễn Tuấn Anh đã gọi cái gì nữa. Vậy là ý tưởng là đúng thật là gọi con 10 thật. Điều cái chạy 3 băng cộng thêm cái băng ngắn phía dưới nữa là 4 băng để chặt băng con 10 về phía lỗ gần. Nhưng mà cái điểm tiếp xúc vào con bi số 2 đã khiến cho cái cú bắn của anh Nguyễn Tuấn Anh không thành công. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết được rằng là có thành công hay không, bởi vì đó là một cái tình huống mà chúng ta chưa biết được kết quả. Tuy nhiên sau đó khi mà quyền bắn được chuyển lại qua cho cầu thủ người Peru thì cầu thủ người Peru Martinez Boza đã thực hiện cho mình một cú masse chỉ để cố gắng chạm được con bi cái và con bi hai mà thôi. Và ôi lại gọi bi 10 tiếp à. Rất nhiều những cái hiệu lệnh gọi bi khiến cho tôi cảm thấy rất là choáng váng ngày hôm nay của anh Nguyễn Tuấn Anh. Liệu rằng có nào có thắng được luôn không? Và ui rồi ôi, suýt chút nữa thì cũng đã ok, suýt chút nữa thì cũng đã thành công rồi. Cái ý tưởng thì rõ ràng là có. Ý tưởng thì là rất là tốt rồi. Thì tất nhiên là để có thể thực hiện được thì đâu phải đơn giản đâu ạ. Chắc chắn là như vậy rồi, chắc chắn là không hề đơn giản để có thể thực hiện được những cái cú bắn như vậy. Và bây giờ lại đến lượt cả anh Gerson Martinez Boza nữa. Cũng cố gắng tìm kiếm cho mình cái con bi số 10. Làm sao mà để ăn được con bi số 10 mới là cái điểm mấu chốt. Tại Wisconsin mở rộng 2023 này thì cộng 10 thoải mái, cộng tứa lưa lên cũng được. Miễn sao là hãy gọi lỗ để cho trọng tài biết là được thôi. Góc này thì làm gì còn có thể cộng được 10 nữa. Lựa chọn là thực hiện một cú đánh an toàn tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và nó là một lựa chọn chính xác. Một lựa chọn không những là chính xác mà còn được cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh xử lý tốt nữa. Giấu bi cái ra phía đằng sau bi số 7. Và bây giờ là sẽ có một tình huống sút T tới từ Gerson Martinez Boza. Gọi con 2 vào lỗ tít bên phải phía trên. Rất tuyệt vời tới từ cầu thủ người Peru. Một cú đánh cũng cực kỳ dính với cái pha sút T vừa rồi.
Sau đó thì Gerson Martinez bô ra cũng muốn đánh an toàn thôi nhưng không thành công, và đó là một tình huống mà chính gương mặt của cầu thủ người Peru cũng đã thể hiện được rồi. Anh không hài lòng một chút nào với cái tình huống xử lý của chính mình. Ý tưởng là sẽ giấu cái con bi cái ra đằng sau con bi số 5 để che đi con bi số 3. Nhưng rồi không thành công và để ra con 3 nó phơi rồi. Cái vị trí này cũng là một vị trí tương đối nhạy cảm nhá. Bi nằm gần băng nhưng mà không côn băng cũng sẽ rất nhạy cảm. Ua, chính xác luôn. Rất tuyệt vời tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Bắn nó cứ phải gọi là dính. Ăn con 4, chắc chắn rồi. Xử lý cái rất chính xác tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Tất cả các con bi còn lại ở trên bàn đều có đường riêng. Cái góc này thì không cần phải cộng kiểng hay là mượn má để ăn 10 nữa. Cứ từ từ ăn từng con một thôi. Con bi số 5 này thì cũng tương đối nhạy cảm giống như con bi số 3 vừa nãy. Cũng nằm gần băng, gần kịch băng luôn, nhưng mà không côn. Chiến thắng đang đến rất gần với cả cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh của chúng ta rồi. 5 viên bi còn lại ở trên bàn, con 5 này được xử lý xong thì gần như là xong. Nào, cái đứng lại. Đúng rồi. Cẩn thận kẻo bị co tay. Con 6 này sẽ được đưa về phía lỗ tít tay phải phía dưới. Theo màn ảnh chúng ta đang theo dõi, cầu tay đặt hơi phức tạp một chút nhưng có lẽ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Rồi kéo cái chạy hai băng về giữa bàn, ăn con 7. Ôi. Vậy là ý tưởng của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh là ăn con 7 về lỗ tít. Ban đầu thì tôi chỉ nghĩ rằng là ăn con 7 ở lỗ 10 thôi. Cái chạy cái trôi hơi sâu nhưng mà không sao, vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Rất là dính, cực kỳ dính với cái cú ra ngọn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Con 8 này thì cũng gần như là một đường thẳng rồi. Con 10 thì cũng đang nằm ở một vị trí gần như là không thể nào đẹp hơn được nữa rồi. Muốn đẹp hơn thì chỉ có nằm cửa lỗ thôi. Nhưng mà điều cái như thế này thì cũng không cần đâu. Không cần phải cửa lỗ đâu mà cứ từ từ từng con một và mang về chiến thắng thôi. Rất tuyệt vời tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. 4-2 ở trong set thi đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với set thi đấu thứ hai. Và đúng thật là cái tinh thần của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh nó đang lên tương đối là cao. Xử lý từng con một cách rất chính xác. Và có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng ít phút thưa các bạn, bởi vì là cầu thủ người Peru tôi vừa mới nhìn thấy là đã rời khỏi khu vực thi đấu. Thì có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng một ít phút trước khi quay trở lại. Cái quãng nghỉ thì cũng sẽ ngắn thôi, cái quãng nghỉ giữa hai set tương đối ngắn thôi, nếu như mà có time out thì sẽ thêm một chút thời gian thôi.
Vâng, thưa các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh và cầu thủ Gerson Martinez Boza tại khuôn khổ giải đấu Wisconsin mở rộng 2023 10B dành cho nam theo hệ thống giải đấu của Predator, và bước sang set thi đấu thứ hai. Cú phá bi đầu tiên sẽ là cú phá bi của cầu thủ người Việt Nam chúng ta. Cú phá bi của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh cũng là tương đối tốt, tương đối là tơi. Tuy nhiên thì không có bất cứ một con bi nào rơi xuống lỗ cả. Đây sẽ có thể là một cái cơ hội dành cho cầu thủ người Peru để có thể thực hiện một cú đánh an toàn. Khi mà hình bi cũng đang là tương đối xấu, cú đánh chạy đạn rất tốt của Gerson Martinez Boza. Bây giờ thì đang đẩy cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh vào thế khó rồi. Sẽ lại lựa chọn cái tình huống A băng đó. Ở đầu trận đấu đến bây giờ chúng ta thấy rằng là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh A băng cực kỳ tốt. À, phạt nào là dính phạt đấy. Thậm chí lại có hai pha A băng ăn liên tiếp hai con bi. Và lần này thì cũng đã có một tình huống A băng chính xác với con bi mục tiêu số 1. Và sau đó thì cũng có thể trở thành một tình huống khó dành cho cầu thủ người Peru luôn. Và đó là lý do vì sao mà tôi nói rằng là tình huống đó là một tình huống khó. Cái má để ăn một thì đã bị con hai chặn lại rồi. Cú đánh nếu như mà không chính xác thì thậm chí là sẽ chết cái. Và lựa chọn của Gerson Martinez Boza không thể nào có gì khác hơn được nữa cả. Và tiếp tục là một tình huống chạy đạn rất tốt của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Giấu cái ép sát vào con bi số 3, đẩy con số 1 đi vị trí khác. Lựa chọn á băng không được rồi. Quá khó dành cho cơ thủ người Peru. Đây là một ngày thi đấu mà chúng ta thấy rằng là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đang bắn cực kỳ vào tay. Bắn rất nét từng con một từ những pha chạy đạn A băng rồi giò 10. Dính đến từng chi tiết một. Thật sự để mà nói thì là đang là tương đối xuất sắc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cái màn trình diễn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh tương đối xuất sắc, có cho mình hai chiến thắng tại vòng ngoài trận hai trận đấu khai mạc tại giải đấu Wisconsin mở rộng 2023. Sau đó thì bước vào trong nhánh thắng, thì đây là trận đấu của nhánh thắng mà chúng ta đang được theo dõi. Trận đấu trong giành thắng thì cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh cũng đang là người có lợi. Đúng thật là những cái phong độ đang tương đối là tốt. Ở giành thắng thì cũng còn có những cái tên khác, như là ngày hôm nay thì chúng ta đã được theo dõi trận đấu của Joshua Filler vào lúc 2 giờ 30, lúc 3 giờ thì đúng hơn. Tôi cũng là người đồng hành cùng các bạn. Cùng khung giờ với cả cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh thì đang còn có cả Ferragos nữa đó. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đang được xếp hàng với những cái tên đình đám trên bản đồ bia thế giới khi mà góp mặt ở trong cái nhánh thắng này.
Quả này thì con 4 nó có thể sẽ hơi phức tạp nhé. Một cái má xấu là có thể chết cái. Má dưới thì không có lấy được bởi vì là má dưới bị con 9 chặn lại rồi. Vẫn sẽ có đường để có thể thực hiện một cú đánh dấu bi tới từ cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Dấu bi chính xác. Đang là những cái sự tính toán để thực hiện một tình huống A băng ghép 10 tới từ Gerson Martinez Boza hay chăng đây? Không được rồi. Không thành công tới từ cú bắn của cầu thủ người Peru. Đó là một cú ra gậy mà cũng có phần hơi vội vàng. Tức là nếu như mà xét trên góc độ là nếu như cú đó dù là có thành công hay không thành công thì cá nhân tôi thấy rằng là pha đó ra gậy cũng rất là vội. Và cái độ chính xác thì cũng sẽ không thể nào mà có thể cao được với cái tốc độ ra gậy như vậy. Với cái hình như thế này thì vẫn sẽ có thể thực hiện được một tình huống đánh an toàn nữa tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Đánh thủ cũng là một trong những cái kế hoạch tốt. Khi mà ngày hôm nay thì những pha dấu bi của anh Nguyễn Tuấn Anh đang tương đối là khét. Thật sự là như vậy. Quyết định đánh thủ sẽ là hợp lý thôi. Hợp lý rồi. Vậy là giấu con 4 ra phía đằng sau con 9. Lấy con 9 làm cái điểm chắn giữa. Ý tưởng chạy đạn rất thú vị của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và ép cho con cái đứng cũng khá là côn bằng. Để đối phương không dễ thực hiện một tình huống sút T. Cực kỳ tính toán. Có đường không? Vẫn có đường. Vẫn có đường để thực hiện cú bắn tới từ cầu thủ Gerson Martinez bô ra. Nhưng quan trọng rằng là chỉ bắn trúng thôi thì nó không có quá nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì cơ hội lại được nhường ngược trở lại dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và lại một lần nữa chúng ta được thấy rằng là hình bi cũng đang khá là tơi rồi. Cực kỳ chính xác với cú bắn tầm xa vừa rồi của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Điều cái quá dính luôn. Và vừa rồi là một cái ý tưởng điều cái tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh chúng ta vừa được nhìn thấy. Điều cái chạy qua khe 8 và 10. Chạy qua được khe 8-10 không? Không cần chạy qua khe 8-10. Qua khe 7-10 thôi cũng là đủ rồi. Cái đang nổi lên ở một vị trí rất là đẹp. Ăn 8 lỗ 10. Sau đó là con 9 có thể sẽ được hướng về lỗ tít bên phía tay phải phía trên. Theo màn ảnh của chúng ta. Đây sẽ là một cú bấm nhẹ nhàng thôi, rất nhẹ nhàng, êm ái. Và mở ra thêm một cái tí má thẳng cho con 8 và lỗ 10 nữa để có thể đứng cái lại để ăn 9 lỗ tít. Tôi nghĩ rằng kế hoạch sẽ là như vậy. Kế hoạch cũng có thể nói là tương đối là hợp lý rồi. Đứng cái lại ở vị trí này, ăn 9 lỗ tít thì sẽ chỉ cần trô nhẹ về một chút xíu để ăn con 10 bên phía lỗ tít tay phải phía dưới.
đó sẽ là một cái kịch bản mà nếu như mà tự vẽ thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi đẹp rồi, đẹp 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 đẹp, rất đẹp dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Nhưng mà đây sẽ là một cái má mà con cái nó sẽ chạy về phía băng dài bên phía tay phải, đúng không ta? Đúng là như vậy rồi, đúng là như vậy rồi, đó là một cái má mà con cái nó sẽ chạy về bên băng dài. Không phải là một cú đánh thẳng. Rất chính xác. Ôi, từng chi tiết một đang được cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh xử lý quá là cẩn thận. Nhất quyết là không mắc bất cứ một sai lầm nào dù chỉ là nhỏ nhất. Pha này thì cầu tay đập nó hơi bị kỳ kỳ một chút. Nhưng mà không sao, không có vấn đề gì cả, nó phải gọi là quá đơn giản luôn. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đang cho thấy một cái sự tập trung cực kỳ cao độ. Vâng, thưa các bạn giả, chúng ta sẽ cùng nhau đến với rắc thi đấu thứ hai của set 2. Thì số hiện tại đang tạm thời là 1-0 nhưng về cầu thủ người Việt Nam chúng ta là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Một cái ngày thi đấu quá tuyệt vời của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh cho tới thời điểm hiện tại. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và cú phá bi. Tôi đang chờ đợi để xem là có ăn được con bi mục tiêu nào không, và câu trả lời là không mất rồi. Còn một thì cũng đang nằm ở một vị trí rất là thuận lợi rồi. Đây có thể sẽ là một cái điểm đáng tiếc cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh khi mà không ăn được bi mục tiêu nào mà con một lại thoáng. Cái hình bi thì thật ra là hình bi cũng vẫn còn đang tương đối là phức tạp, sẽ cần phải giải quyết ngọn gàng. Tương đối phức tạp với con hai, đang phải ngắm nghía cực kỳ kỹ thì mới bắt đầu ra ngọn. Và ôi quá tuyệt vời. Đó là lý do vì sao mà cầu thủ người Peru đã phải ngắm kỹ đến mức độ như vậy. Con cái đi một cái đường ơi, đi đâu đây? À, lấy cốc nước. Tưởng là chạy ra bắt tay thì đúng là thôi đấy. Con cái nó chạy một cái đường thật sự là rất là buồn. Và cơ hội đang được chuyển qua cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ba xong rồi, bốn cũng sẽ xong mà thôi. Hình bi này cũng không hẳn là quá tệ.
Tình huống điều cái rất chính xác cho con bi số 5. Nếu như mà mạnh hơn một chút nữa thì tôi nghĩ rằng là sẽ đẹp hơn. Góc bắn thì nó sẽ không bị quá là mỏng. Nhưng vừa mới nói xong thôi thì ngay lập tức là một tình huống bắn không thật sự tốt của cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cứ tưởng chừng như là tình huống này có thể sẽ xong xuôi rồi nhưng mà không. Mọi thứ vẫn chưa dễ dàng như thế. Và đây là cơ hội được để mở ra dành cho Gerson Martinez Boza. Một pha bắn cũng rất là vô tình thôi. Vậy mà vô tình đánh rơi cả một chiến thắng luôn. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Tôi nghĩ đây sẽ là một chiến thắng dành cho cầu thủ Gerson Martinez Boza rồi. Đến tầm này thì làm sao mà có thể mắc sai lầm được nữa. Bây giờ mà vô tình con cái nó trồ tịt vặt xuống lỗ thì đúng là rất là tai hại dành cho Gerson Martinez Boza. Nhưng mà trường hợp đó khả năng là sẽ không xảy ra rồi. Thế còn trường hợp mà con 10 nó lắc cái cửa lỗ này thì sao? Cẩn thận trong từng chi tiết một. Rồi, không có sai lầm của cầu thủ người Peru. Và tỷ số rất cân bằng là 1-1 ở trong set thi đấu thứ hai. Vâng, thưa các bạn, xếp bi đã xong. Trọng tài cũng rất là kỹ tính, xếp bi phải thật là chuẩn thì mới để cho các tuyển thủ tung ra cú đánh được. Vụ phá bi của cầu thủ người Peru. Bi số 1 rơi xuống lỗ, bi số 5 rơi xuống lỗ, bi 2 có đường riêng. Bi 10 cũng đã chạy rồi. Cú phá bi rất đẹp của cầu thủ người Peru Gerson Martinez Boza. Rất có thể sẽ là điểm số thứ hai dành cho cầu thủ Gerson Martinez Boza khi mà xin lỗi các bạn,
khi mà cái hình bi nó đang tương đối là rõ nét như thế này. Cũng có thể thấy rằng là cái hình bi cũng tương đối là đẹp, con bi nào cũng nằm thoáng, cũng nằm khá đơn giản mà thôi, không cần phải xử lý quá nhiều. Con số 6 này thì cầu tay của cầu thủ người Peru sẽ đặt hơi với một chút nhưng mà không sao cả. Vẫn xử lý được. Trô về ăn 8 cũng rất là dính luôn. Tới từ cầu thủ người Peru bên phía bên kia chiến tuyến. Và hơi điệu một chút ha. Còn 10 có đường vào lỗ 10 luôn. Thoải mái thôi, đẹp rồi. Trôi nữa thì ăn lỗ tít cũng được. Rồi, chỉ lỗ xa thôi. Và rất gọn gàng tới từ Gerson Martinez vô ra. Tỷ số sẽ tạm thời được nâng lên là 2-1 dành cho cầu thủ người Peru. Kịch bản cũng đang có thể nói là tương đối là giống với cả set thi đấu đầu tiên. Không để các bạn phải chờ đợi lại lâu, chúng ta cùng đến luôn với cả rác thi đấu thứ tư của set 2. Số tại đang tạm thời là 2-1 nghiêng về cầu thủ người Peru, Gerson Martinez Boza. Và đây sẽ là cú phá bi của cầu thủ người Peru luôn. Xem cú phá bi nào. Cú phá bi rất mạnh. Con 10 đã chạy rồi. Không có con bi nào rơi xuống lỗ. Tuy nhiên thì hình bi thì cũng không hẳn là quá đẹp, vừa đủ thôi, vừa đủ xinh thôi. Đang vào một cái tình huống mà cần phải được xử lý tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh rồi. Có đường riêng không ta, vẫn đang cố gắng tìm cái đường. Rất chính xác tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Còn một được thực hiện một cách cực kỳ chuẩn chỉ. Vẫn cứ là cái sự tự tin mà chúng ta thường thấy của cầu thủ người Việt Nam mà thôi. Sẽ có rất nhiều highlight ở trong cái trận đấu ngày hôm nay. Còn hai thì đang khó rồi. Quan trọng là sẽ phải đánh thủ như thế nào mà thôi. Gọi lỗ rồi. Gọi cái lỗ 10 bên phía tay phải. Cố gắng thực hiện một cú đánh. Sẽ là một cú cắt cực kỳ mỏng, rất nhạy cảm nữa, không thành công rồi và phơi con hai ra rồi.
đáng tiếc cho cú bắn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh, với cái ý tưởng là sẽ ăn được con hai. Ra cảm tưởng rằng cái pha đó cũng có phần hơi cố. Nếu như mà đánh thủ được thì tôi nghĩ rằng cũng hoàn toàn có cơ sở để có thể thủ. Bây giờ thì là một cái cơ hội rất là lớn của cầu thủ người Peru. Cầu thủ Gerson Martinez Boza đang có được cho mình một cái hình bi nhìn chung là tương đối là ổn. Với cái hình này thì tôi thấy rằng là cũng khá là ok rồi. Với cái hình này là chính anh là người phá chứ đâu phải là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh đâu. Chính cầu thủ Gerson Martinez Boza là người đã phá ra cái hình này. Và chính anh cũng sẽ là người hoàn toàn có thể đi hết cái chấm này luôn. Điều cái rất là xịn. Cứ từng con một như thế này thì sẽ đơn giản là chiến thắng thứ ba dành cho cầu thủ người Peru mà thôi. Đẹp quá rồi. Sau khi mà cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh có được một cái phong độ tốt thì bây giờ là tới lượt cầu thủ Gerson Martinez Boza vào form. Càng vào form thì bắn càng tanh như thế này. Quá chính xác. Không có quá nhiều những cái pha phải chờ đợi mà những cái cú ra ngọn của Gerson Martinez vô ra là tương đối dứt khoát hơn so với cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh thì lại hay có những cái tình huống xử lý nó nhẹ nhàng thôi, nó điềm điềm đạm hơn so với cả cầu thủ người Peru mà chúng ta đang theo dõi. Còn 10 này mà lắc cửa lỗ thì thôi luôn này. Và ui giữa lỗ luôn nhưng không có lắc cái cửa nào cả. Và chiến thắng đã có dành cho cầu thủ người Peru Gerson Martinez Boza. Vâng, thưa các bạn giả, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại luôn với trận đấu còn đang dang dở giữa cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh và cầu thủ Martinez Boza. Cú phá bi của cầu thủ người Peru, cú phá bi tốt, đã có cho mình hai bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó, một cái kịch bản vô cùng tuyệt vời.
Chúng ta đang thấy rằng là những cú ra gậy của Martinez bù ra cũng là dũng mãnh không kém so với cả những tình huống xử lý của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh, thậm chí rằng là có phần dũng mãnh hơn rất nhiều. Điều cái hay. Và đây là một tình huống đánh thủ của Gerson Martinez bù ra nhưng lại không thành công. Và đang để cho con bi số 3 ở một vị trí tương đối là trống trải rồi. Cơ hội đã đến. Cơ hội đã đến với cầu thủ người Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Vô cùng tuyệt vời. Và ở vị trí này thì liệu còn đường ăn 4 hay không đây? Cái ý tưởng của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh là sẽ để cho cái bật một băng nổi lên qua cái khe 5 và 10 cơ. Thì ăn con 4 nó sẽ dễ hơn, chứ góc này thì ăn 4 là khó rồi. Tuy nhiên thì vừa rồi là một tình huống xử lý quá chuẩn chỉ của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Nó phải gọi là nét luôn, nét căng luôn. Và sau đó là xin lỗi bạn, và sau đó là cứ thế mà dọn bàn thôi. Còn gì nữa? Đây rồi. Cực kỳ chính xác. Rất hay tới từ cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và liệu rằng có lội ngược dòng được lại trước đối thủ hay không đây? Cắt con 9 rất đẹp. Con 10 thì ok rồi. Chuẩn bị là dính rồi. Vẫn cần phải nhắm rất là kỹ, không dám không dám tung ra cú bắn nếu như mà chưa chắc chắn. Và đây rồi, chiến thắng thứ hai của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh ở set thi đấu thứ hai này, để rút ngắn tỷ số xuống thành là 2-3. Và liệu rằng là cầu thủ người Việt Nam có đánh rơi chiến thắng hay không, hay sẽ là một màn lội ngược dòng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Trận đấu vẫn đang vô cùng là kịch tính. Đấy rồi, cú phá bi. Cú phá bi của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ăn được cho mình bi mục tiêu nào hay không đây? Câu trả lời nhưng có vẻ như là không rồi. Rất đáng tiếc. Không ăn được cho mình bi mục tiêu nào cả. Tuy nhiên thì cũng sẽ không hề dễ để
Không hề dễ để cơ thủ Gerson Martinez Boza có thể thực hiện được một tình huống dọn bàn. Đầu tiên là con một đã. Vị trí cái ok, rất đẹp. Không bị vướng vào con 7 để mà không bị có tay. Trô về để tìm cái đường qua khe 47 để ăn 3. Liệu rằng đã nhìn ra chưa? Trông có vẻ như là đuôi rồi thì phải. Khó rồi, đuôi rồi. Đã có cái lắc đầu của Gerson Martinez vô ra rồi, đuôi mất con 3 rồi. Bây giờ thì phải làm thế nào đây? A băng thôi, A băng là tìm đường chạy đạn thôi. Nhưng mà cũng rất là khó. Rồi, vậy là đã tìm được đường chạy đạn rồi, chạy rất đẹp luôn. Dấu 3 ra phía đằng sau con 4, thiếu một tí lực nữa thì sẽ thành là chuẩn chỉ. Bây giờ thì vẫn còn một cái má để có thể thực hiện được vào một cú đánh dành cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Nếu như mà kẹp chặt vào con số 4 thì sẽ cực kỳ khó luôn. Đánh thủ thì tôi nghĩ là tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến là đánh thủ ở đây. Khi mà hình bi cũng chưa có gì cả. Thực hiện một tình huống đánh an toàn cũng sẽ là một cái biện pháp hợp lý thôi. Không cần phải quá là không cần phải quá là căng thẳng để làm gì cả. Và tôi cứ thế mà cắm đầu cắm cổ đánh tấn công luôn, nhưng mà đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ được nhìn thấy nhiều hơn những tình huống như vậy. Xử lý rất chính xác. Nhưng mà vấn đề là xử lý được con 3 xong thì con 4 như thế nào mới là câu chuyện. Và gọi lỗ gần. Gọi lỗ rồi nha, gọi lỗ gần. Gọi con 4 vào lỗ 10 bên phía tay trái theo màn ảnh chúng ta đang theo dõi. À bằng dài bên phía đối diện. À quả này mà dính một phát là thôi này, là tinh thần nó lên luôn. Dính. Ui không được rồi. Không sao, dấu 4 vào đằng trước mặt 9. Đây sẽ là một cái tình huống mà Gerson Martinez vô ra vẫn sẽ cần phải xử lý chính xác. Cộng thì cũng được thôi, nhưng mà với cái khoảng cách xa như thế này thì sẽ phải bắn cực kỳ là chuẩn. Và đang có một chút cái sự đắn đo tới từ Gerson Martinez bù ra rồi. Quyết định giấu bi là chính xác tới từ cơ thủ người Peru. Và đang đặt cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh vào một cái tình thế tương đối là phức tạp.
Nó sẽ phải A băng để tìm đường tiếp xúc con 4. Rồi, tiếp xúc được con 4 rồi. Đẩy con 4 chạy một quãng đường rất xa ăn con 8. Nhưng mà tất nhiên là không gọi con 8 đâu. Và đấy mà gọi con 8 thì lại hơi bị ma quỷ quá. Như thế thì còn gì là bia nữa. Và ối. Gọi con 8 thật à? Ơ kìa. Ơ thế thật à? Ồ. Hay là đối thủ nhường ta? Đối thủ nhường. Tôi nghĩ là đối thủ nhường tại vì là không có cái hiệu lệnh gọi 8. Tôi không nhìn thấy cái hiệu lệnh mà cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh gọi 8. Vậy nên thì khả năng cao sẽ là đối thủ nhường lại quyền bắn dành cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ở trong trận đấu này xin các bạn, ở trong trận đấu này chúng ta theo dõi kỹ đi. Ở trong trận đấu này nếu như mà cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh mà gọi con bi nào thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Vậy nên là quyết định của cơ thủ người Peru, của đối thủ của chúng ta là nhường lại quyền bắn. Và ok. Hình bi cũng chưa được rõ cho lắm. Và ôi, con 4 không thành công tới từ Gerson Martinez vô ra rồi. Và cơ hội đang được chuyển ngược lại dành cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cơ hội lật kèo thì đang rất là rõ rồi. Cắt con 4 rất đẹp. Ôi, gãi được con 5 ra vị trí đẹp luôn. Đây là một cái thật ra đây không phải là một cái vị trí mà nó cũng sẽ tương đối phức tạp để có thể đặt cầu tay. Kể cả có lết cũng sẽ là khó. Cầu tay hơi xa nha, cầu tay rất xa. Phải lấy lết thôi. Lựa chọn khả dĩ nhất là lấy lết. Lắp thêm chuôi gậy. Để xem liệu rằng có với được tới không nào. Cảm tưởng như lắp thêm chuôi rồi mà vẫn phải đè thêm lết nữa. Bởi vì khoảng cách là rất xa luôn, gần cả 3 phần 4 cái bàn bia luôn. Xa quá. Đòi hỏi rất cao nhưng rồi vẫn được, hơi vất vả một chút nhưng vẫn được. Bây giờ thì đẹp rồi. Bây giờ thì mọi thứ nó lại ok rồi, mọi thứ lại nằm trong tầm kiểm soát rồi. Rất chính xác. Ôi, cú lê lên một chút để ăn con 7 về lỗ 10. Xong rồi cũng đẩy con cái về giữa bàn để ăn con 9 lỗ tít. Thế là xuôi. Thế là ba đều luôn. Lật kèo luôn. Chính xác rồi. Quá là dính. Và ủi pha này thì cái nó hơi côn bằng một tí nhưng mà không sao, không có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát mà thôi. Và sẽ là ba đều.
Tôi tin chắc là như vậy rồi. Ba đều. Một cái rack thi đấu mà cũng có đôi phần cái sự vất vả thôi. Ở trong set 1 thì có những trận, có những cái rack thi đấu còn vất vả hơn thế nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta đang phải bám đuổi tỷ số so với cả đối phương, nên sẽ càng cần phải chắt chiu hơn. Và tiếp tục lại có chiến thắng nữa dành cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh để cân bằng tỷ số 3 đều và chuẩn bị là hướng tới một cái rack thi đấu vô cùng quan trọng. Cực kỳ quan trọng. Đây rồi. Cú phá bi. Ôi, lần này cú phá bi không thực sự đẹp cho lắm, nhưng mà lại ăn được một con bi rồi. Ăn được cho mình con bi số 1. Một cú phá bi mà không giống như những cú phá bi trước đấy mà cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh làm. Sẽ tương đối khó để thực hiện cú đánh này. Hoàn toàn là có thể xếp, à xin bạn, hoàn toàn là có thể thực hiện một cú đẩy an toàn, cú một cú push out sẽ là hợp lý thôi. Còn cái cú phá bi thì nó đã không thực sự như ý muốn rồi. Cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân mà chúng ta có thể nói tới. Một cái nguyên nhân mà nó cũng tương đối là điển hình là có thể là hình bi xếp không khít, hoặc là biết đâu đấy là cái tình huống phá bi là cái tay, cái tình huống ra ngọn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh nó không được như ý muốn chẳng hạn, nó không chính xác, ví dụ thế. Có rất nhiều những ý kiến từ khách quan cho tới chủ quan. Rồi, push out rồi. Ôi, push về phía đó là để nếu như mà đối thủ mà nhường lại quyền bắn thì sẽ thực hiện được một cú sút tê. Ý tưởng là như vậy. Vậy là nhường luôn rồi. Gerson Martinez bố già vừa đi ra cái bảo thôi đấy anh bắn luôn thì em không bắn đâu. Con này khó quá. Thì khó thì để cho chúng tôi. Cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh làm được thôi. Có tay rồi, ôi có tay để sút tê rồi. Dính luôn này, dính chặt con hai vào giữa cửa lỗ 10 luôn. Giữa lỗ luôn. Xin lỗi bạn, là lỗ giữa, à, lỗ lỗ tít chứ không phải lỗ 10. Không được rồi. Như là cũng tương đối là khó. Con hai ở góc này thì cũng tương đối là phức tạp. Để xem liệu rằng là có ý tưởng nào đặc biệt tới từ cơ thủ Gerson Martinez Buja hay không. Còn hai, nếu như mà hướng về bên phía lỗ bên tay trái thì e rằng là hơi khó bởi vì sẽ phải cộng cả 7. Thậm chí rằng là tôi đang nhìn thấy cái thước ngắm này là ngắm ghép 10 à? Ngắm ghép 10 đấy à? Đây là một cái hướng ghép 10 tới từ Gerson Martinez Boza. Cũng khá là phiêu lưu đấy. Thật sự là rất phiêu lưu đấy. Tất nhiên là không hề dễ, nhưng mà nãy giờ thì cầu thủ người Peru đang cực kỳ tham vọng với cái con
với con 10 này. Rất tham vọng. Rồi gọi rồi. Gọi con 10 lỗ tít bên trái rồi. Cực kỳ tham vọng. Để xem nào. Ui, không thành công. Một cái cú giang ngọn nó phải gọi là quá mạnh, không cần thiết. Và bây giờ là cơ hội được để mở ra dành cho cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh của chúng ta. Bây giờ mà thắng một phát là quá tuyệt vời luôn. Hình bi thì cũng có thể nói là tương đối là tơi rồi. Đặt kèo cái nhẹ xem nào anh Tuấn Anh ơi. Chính xác, con bi số 2. Khoảng cách này là một khoảng cách rất là xa về con bi số 3 nha. Con bi số 3 nằm không côn băng đâu, chỉ là sát băng thôi. Vẫn cần một cú đánh chính xác. Bây giờ mà gãi được 9-10 ra thì sẽ làm kịch bản cực đẹp. Và ô, gì đây? Tìm đường cộng luôn à? Phiêu lưu. Đến giai đoạn này rồi thì ai cũng phiêu lưu. Rồi ok, con số 3 dính đã. Con số 4 cũng dính đã. Rồi còn số 5, số 6, số 7 cơ. Có lẽ rằng là trước hết mục tiêu là cứ phải nhắm làm sao để có thể dọn bớt những con bi ở trên bàn đã. Rồi, cầu tay mở đánh không chắc. Khóa cầu tay lại đánh cho nó chắc, kìm lực cho nó dễ. Dính luôn. Nãy giờ là con bi cái được điều qua cái khe 7-8 là cũng phải đôi ba lần rồi. Một cái khe rất là đẹp. Quan trọng là phải tìm được đường để gãi 9 và 10 ra. Gãi được không? Không được rồi. Đó là một pha với ý tưởng gãi 10. Đó là một pha với ý tưởng gãi 9-10 ra nhưng không được như ý muốn của cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và chính cái điều đó nó đã xuất hiện, nó đã được thể hiện trên gương mặt của cơ thủ người Việt Nam chúng ta. Có một cái phần hơi đáng tiếc sau cái pha vừa rồi khi mà không gãi được thành công. Vẫn xử lý được. Con 6 này vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Chắc chắn rồi. Nhẹ nhàng thôi. Là được. Ôi, đẩy con 8 ra chỗ khác. Ăn con 7. Nhưng mà 9-10 vẫn khó quá ha. Một cái bài toán cực kỳ nan dài. Ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Sẽ cần phải có một cái đường tính toán rất kỹ. Để gãi được con 9 và con 10 ra. Liệu rằng có phải là đây không? Liệu rằng có phải là cú này không? Đúng là cú này rồi. Rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Còn gì phải bàn nữa. Lật kèo là đây. Nào bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Tất cả là bình tĩnh thôi. Bây giờ thì là ngon rồi. Chặng đường của anh tại Wisconsin mở rộng 2023 vẫn chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Nếu như ba con bi này được anh đưa vào lỗ. Vòng loại nhanh thắng. Không, xin lỗi các bạn, là nếu như giành thắng lợi ở trận đấu này thì cơ thủ mang quốc tịch Việt Nam của chúng ta sẽ điền tên mình vào vòng 16 vận động viên cuối cùng luôn. Rất chính xác, đây rồi. Đây chứ còn đâu nữa. 16 vận động viên cuối cùng của Wisconsin mở rộng 2023. Chuẩn bị đón chào cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh. Cực ơi, trời ơi, không được rồi.
quá đáng tiếc. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không biết phải nên nói gì nữa. Cái pha đó gần như là nó đã chắc cốp lắm rồi. Ây da. Thật sự là quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc cho anh Nguyễn Tuấn Anh. Vẫn còn cơ hội tất nhiên rồi thưa các bạn. Nhưng đó là một cái tình huống nó cũng rất là tiếc. Đúng ra rằng là cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh của Việt Nam chúng ta đã có thể điền tên mình vào cùng với cả những cái tên như là Joshua Filler, Fedor Ghost hay là Vitali Patsura. Chứ cũng không phải vất vả thêm như thế này nữa. Còn 9 rồi. Chính xác rồi và xong. Và chúng ta vẫn chưa thể biết được rằng là cái tên nào mới là cái tên đi tiếp. Cũng thật sự là cũng có đôi phần tiếc nuối trong cái tình huống vừa rồi của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Thật sự là như vậy. Thật sự là cũng rất là tiếc khi mà cái cơ hội nó đã đến rất gần với mình rồi. Nếu như mà nhận thất bại ở trong trận đấu này thì vẫn sẽ còn có cơ hội ở nhánh thua nữa. Tuy nhiên thì nếu như mà có thể giành chiến thắng luôn thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Trước đấy được chắc chắn rồi. Nếu như mà thắng luôn thì có lẽ sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng một ít phút thưa các bạn. Vừa rồi thì Gerson Martinez Boja vừa mới rời khỏi khu vực thi đấu. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vòng một ít phút để trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của trận đấu vẫn còn đang dang dở này. Và chính anh Tuấn Anh cũng đã rời khỏi khu vực thi đấu. Vậy chúng ta sẽ có một cái loạt time out cỡ khoảng tầm đôi 3 phút gì đó.
Vâng ạ, thưa các bạn khán giả, chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến cuối cùng của trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh và cầu thủ Martinez Boja. Chúng ta sẽ cùng đến với loạt penalty shootout để tìm ra cái tên sẽ đi tiếp, có mặt trực tiếp tại vòng 16 vận động viên, và cái tên sẽ phải xuống đánh ở nhánh thua. Cú bắn đầu tiên là của Gerson Martinez Boja. Rồi, ngay khúc đầu luôn, mất luôn một điểm. Vào việc luôn nào. Đây rồi, vào việc luôn, vào việc luôn. Vòng 16 đội anh ơi. Vòng 16 vận động viên thì đúng hơn. Vòng 16 vận động viên. Vào việc luôn, vào việc luôn. Quả này mà dính một phát là tâm lý nó lên ngút trời luôn. Mà cái đòn bẩy tâm lý thì là tương đối quan trọng. Chỉ khi nào con 10 xuống lỗ thì chúng ta mới nên ăn mừng. Dính rồi, rất tuyệt vời. Quá hay. Một không. Tạm thời hãy cứ như vậy đã. Nhưng mà trông có vẻ như là Gerson Fernandez, xin lỗi, Gerson Martinez Boja có vẻ như là hơi tê. Như này là hơi tê. Để xem nào. Có tê nữa không? Rồi. Rồi tạm thời là đã dần quay trở lại. Cái tâm lý nó đã ok hơn. Dành cho cầu thủ người Peru, Gerson Martinez Boja. Sau đây thì sẽ là lượt bắn của cầu thủ người Việt Nam chúng ta. Tỷ số vẫn đang tạm thời là một đều nhưng chúng ta có lợi thế bắn sau. Phát này mà dính nữa là tâm lý lại tiếp tục sẽ tốt hơn nữa dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Rồi, ngắm điểm chết thật là kỹ. Cũng rất là thót tim. Nín thở để chờ đợi những loạt bắn penalty shootout. Cùng chờ xem nào. Ôi, chính xác rồi, rất tuyệt vời. Cứ khi nào mà con 10 nó rơi xuống lỗ thì chúng ta mới ăn mừng. Còn lại thì tất cả là phải tập trung. 2-1 dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Vào việc luôn. Chúng ta vẫn đang dẫn trước một điểm và chúng ta là người bắn sau. Vậy nên nhưng mà nếu như vậy nên là nếu như đối thủ bắn trượt thì sẽ là một cái đòn tâm lý rất là nặng đối với họ. Tỷ số hiện tại là 2-1. 2-1 nghiêng về cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và đây là lượt bắn của Gerson Martinez Boja. Rồi, chính xác. Đối phương cũng đã có được một cú bắn chính xác và tất cả vẫn đang là cái sự bình tĩnh của cầu thủ người Peru.
Không ngắm à? Ngắm chứ. Ngắm điểm chết cho cẩn thận. Và chuẩn bị nâng tỷ số lên thành 3-2 nào. Không được rồi, rất đáng tiếc. Ây quá đáng tiếc dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Và có thể là đã có một chút tâm lý rồi. Chắc hẳn là phải có một chút tâm lý. Loạt bắn thứ tư. Tỷ số được cân bằng là 2-2. Vấn đề tâm lý là một cái vấn đề cũng thật sự rất là quan trọng. Chúng ta hãy cùng chờ xem cú bắn của Gerson Martinez bổ ra. Sau cú bắn đầu tiên không chính xác thì cầu thủ người Peru cũng đã điều chỉnh lại và thực hiện những cú penalty shootout là tương đối ổn. Ồ, chính xác rồi. Cái pha đó thì cứ tưởng chừng như là đã tạch nhưng mà lại không tạch. Và cơ hội dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh rất có thể sẽ là cơ hội cuối cùng. Tâm lý là quan trọng. Nhưng mà sự chính xác thì cũng quan trọng không kém. Vẫn sẽ cần có cả sự chính xác ở trong những cú bắn của cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Đặt gậy là để tìm cái điểm đặt cầu tay trước. Sau đó thì mới đứng dậy ngắm điểm chết. Rồi, chính xác, rất tốt. Rất tuyệt vời. Vô cùng tuyệt vời. 3-2. Mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc được. Và bây giờ thì sẽ là tới loạt sudden death. Bi cái sẽ đặt thấp hơn. Rất căng thẳng. Nào, cú bắn của Gerson Martinez bổ ra. Cú bắn đầu tiên trong loạt sudden death. Không được rồi. Cú bắn không chính xác của cầu thủ người Peru. Nó tạo ra cơ hội cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ai mới là người bị tâm lý đây? Theo chỉ đạo của trọng tài thì bi cái sẽ phải đặt thấp. Nào,
cơ hội để điền tên mình vào vòng 16 vận động viên. Có sự góp mặt của Ferragos, Joshua Filler rồi cả Vitali Patsura nữa. Dính phát này là coi như là dính luôn. Ôi trời ơi, tưởng như là dính rồi mà lại không dính à. Quá đáng tiếc. Ui rồi. Vẫn chưa xong được. Trận đấu vẫn còn sẽ tiếp tục. Vẫn theo luật của Sudden Death, cái sẽ đặt thấp. Đây sẽ là cú bắn của cầu thủ người Peru. Cú bắn chính xác rồi. Cú bắn của cầu thủ Gerson Martinez. Bồ già đã chính xác. Và cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh chỉ còn có phát đạn này nữa thôi. Ôi, không được rồi. Quá đáng tiếc. Trời ơi. Quá đáng tiếc dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh ở loạt sút penalty shootout. Một trận đấu mà đáng lý ra là đã có thể giành được chiến thắng rồi. Nhưng lại vô tình đánh rơi nó ở trong một vài những cái lỗi nhỏ ở trong trận đấu. Cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta cũng khó mà có thể nói được. Một cái loạt sút penalty shootout cũng rất là cân não, rất là cân bằng. Và chỉ được phân biệt thắng thua khi mà tới loạt sudden death mà thôi. Và rồi ngay lập tức là trên màn hình của chúng ta là hai cơ thủ người Hàn Quốc cũng sẽ chuẩn bị thi đấu ở trong vòng loại nhánh thắng của giải đấu Wisconsin mở rộng 2023. Xin phép được bật mí trước cho các bạn là hai cơ thủ này là Sosoa và cơ thủ Kim Bo-gyeon của bên giải đấu nữ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời tạm biệt nhau. Và xin phép được một lần nữa đính chính lại cho các bạn khán giả rằng là cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh của chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội đi tiếp tại Wisconsin mở rộng 2023 này, bởi vì là vẫn còn nhánh thua. Và cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh sẽ rơi xuống nhánh thua, vòng loại nhánh thua vòng cuối. Hiện tại thì đang chưa rõ đối thủ, chưa rõ được rằng là đối thủ của cơ thủ Nguyễn Tuấn Anh là ai. Rồi, chúng ta vẫn còn hai trận đấu nữa trong ngày hôm nay, trong đó thì có trận đấu sẽ có sự xuất hiện của cơ thủ Bích Trâm Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì tôi xin phép được tạm biệt các bạn trong vòng một ít phút và Billet Pool Việt Nam sẽ quay trở lại khi trận đấu tiếp theo được sẵn sàng bắt đầu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.